Diện mình đi chơi đi tiệc vào những cái mùa cuối năm, trời se se lạnh rất rất thích hợp ha. Đây, trên tay Boy là một chai Scandal của hãng Zinbogle, được ra mắt vào năm 2017. Hương thơm chủ đạo của em này là vị ngọt nha. Vị ngọt, nên là chị gái nào thích mùi ngọt thì có thể tậu ngay em này. Vì hương thơm quá ngọt ngào và thanh, không quá nồng, không quá gắt, rất là phù hợp với những bữa tiệc đêm và rất là nổi bật. Đó, mình mang, mình đi tới đâu thì rất là nổi bật nha, không hòa lẫn vào đám đông. Đặc biệt em này lưu hương rất rất tốt nha cả nhà, lưu hương rất tốt, thơm rất là dai luôn. Nồng độ của em này là nồng độ EDB, nên là chị gái nào mà đang lăn tăn về vấn đề mà có lưu hương lâu không thì em này vẫn đảm bảo cho cả nhà luôn. Các chị gái sử dụng mùi này lưu trên hương trên da mình từ 6 đến 8 tiếng hoặc có thể hơn. Nếu mà tình yêu nào mà kiếm tìm cái vị mà nó ngọt, lạ lẫm, không hòa lẫn vào ai được thì nên sử dụng mùi Scandal này một lần trong đời, vì cái mùi này quá độ xuất sắc luôn nha mấy chị gái. Nếu mà mình cảm thấy là mình đang chán với những cái mùi hương thanh mát, mát lạnh rồi vào những nơi công sở, những cái mùi nhẹ nhẹ, thì mình nên chọn những cái mùi nó đậm hơn, thanh hơn và cộng thêm ngọt ngào hơn. Đó, người phụ nữ mình phải có mang những cái tính chất như là ngọt ngào, gợi cảm. Đó, em này đang hội tụ đủ những yếu tố đó luôn. Đó là ngọt ngào, gợi cảm và lôi cuốn, và rất nổi bật luôn nha. Cái chai rất rất đẹp luôn cả nhà. Cái nắp rất chắc tay luôn cả nhà. Thấy cái nắp không? Đó là một đôi chân nụt nà của cô gái, và cộng thêm cái chai rất là xinh. Nếu mà chị gái nào thích cái chai này có thể mua về để trên trực bàn trang điểm mình cũng rất ok, rất đẹp luôn ha. Cái chai như thế này, mùi hương của nó là mùi hương của sự ngọt ngào thanh của mật ong và trái quýt và trái cam chín mọng luôn. Nên là chị gái nào mà ngán mùi mát hoặc là sợ mùi nồng thì đây là một sự lựa chọn rất xuất sắc vào mùa đông và những buổi tiệc đêm nha. Nếu mà tình yêu nào mà làm những trong công việc như là mình làm trong phòng karaoke, hoặc là làm những cái công việc như là bar book, làm công việc mà ban đêm hay đi tiệc, thì mùi này rất xuất sắc, độ lưu hương rất dai, đảm bảo cho cả nhà sử dụng nha. Đây, không thể đạt nữa nha, ơi xuất sắc vô cùng luôn. Đây là phong cách gợi cảm, mình chỉ cần mặc một cái bộ đồ sexy và xịt Scandal lên trên cơ thể mình thôi, mình rất nổi bật vào những đêm tiệc và mình đi chơi hay đi làm đều rất rất nổi bật nha, không hòa lẫn vào ai hết. Nếu mà bạn là một cô gái nổi loạn phong cách hoặc là khỏe khoắn thì nên tậu ngay Scandal vào những buổi tiệc đêm để mình xài ha. Chai là chai 80ml nha cả nhà. Đây là 80ml. Đó, chai rất đẹp luôn. Nếu mà chị gái nào mà muốn tìm kiếm mùi ngọt, sợ nồng quá, sợ gắt quá thì Scandal là một trong những sự lựa chọn hàng đầu có ưu tiên cho chị gái ha. Hương thơm mật ong thanh, không quá nồng. Đó, không quá nồng, rất dễ gây nghiện nha, rất dễ gây nghiện. Nên là chị gái nào mà kiếm một cái mùi mà nó ngọt nhẹ thôi, không quá nồng quá gắt thì có thể sử dụng em Scandal này nha. Mùa đông này nên sử dụng một cái mùi hương ngọt ngào để lôi cuốn các bạn nam nha mấy bạn nữ. Rồi, Boy cảm ơn cả nhà đã xem hết clip của Boy nha. Bye bye.